phụ kiện đầu tiên đó là một cái bọc chùm áo mưa. Nó đã tới cái ngưỡng chống nước tuyệt đối rồi nha các bạn. Đây là vật liệu vải dù chống nước tốt nhất ở Việt Nam mà mình nhập được. Các bạn cứ yên tâm đi, không thấy nào mà nó đang đi mà nó bục ngay đâu. Cái chuyện đó chuyện không bao giờ xảy ra nha. Có thể bảo hành cho các bạn ống giấy này trọn đời luôn á. Cái túi này nếu các bạn sử dụng mà bị rách đi thì mình sẽ hỗ trợ các bạn may lại. Nếu mà không may lại được luôn thì mình sẽ ráp lại, có nghĩa là mình sẽ gửi qua xưởng, nó sẽ tháo ra bung ra hết xong nó ráp lại cái phần hư đó cho các bạn. Giá bán của túi này hiện tại đang là 700.000, bảo hành cho các bạn 12 tháng. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Nếu các bạn có một chiếc xe WinX hay là Exciter hay là Way hay là Rim hay là những chiếc Underbond, đây là Underbond, thì mình có một cái như thế này cho các bạn. Thay vì các bạn lên một cái thùng GV thì nó đã không còn ngon nữa rồi các bạn. Cái thùng GV hiện tại nó không còn như ngày xưa, tại vì ngày xưa nó không có những cái mẫu túi này. Thì đây là quan điểm cá nhân của mình cho nên mình chia sẻ lại nha. Là thay vì các bạn lên một cái thùng GV, nó sẽ có rất là nhiều giới hạn các bạn. Cái giới hạn đầu tiên đó là các bạn phải để luôn đồ trong thùng. Các bạn sẽ có ưu điểm là các bạn có thể khóa lại được và nó chống nước, không cần phải làm gì nó vẫn chống nước. Nhưng cái chuyện chống nước ha, mình hôm nay sẽ nói tiếp cái chuyện chống nước, là mình cứ phải cãi nhau suốt với cái bên đơn vị cung cấp hàng cho mình. Không phải là GV, mình không có nhập hàng trực tiếp từ GV, mình nhập qua một người khác. Thì cứ phải suốt ngày nói chuyện với ảnh về, ủa anh ơi sao đợt này vô nước quá, khách hàng của mình bị vô nước. Khi rửa xe thì phát hiện ra là đối với xe WinX nha, là hai WinX và Ad là hai cái bên cái khớp cái bát á thì nó bị hở. Lúc đầu lắp nó khít nhưng mà các bạn sử dụng một thời gian nó sẽ bị hở nha. Và khi nó đã bị hở rồi thì nó sẽ bị vô nước. À, là khách lắp cả năm giờ quay lại bị vô nước. Và tiếp kế là hai cái móc, là khách cắn cái thùng thì sẽ gắt thêm hai cái móc. Rồi mình bán móc nhiều lắm, mình bán móc nhiều hơn thùng cơ. Bán hai móc thì lúc đầu gắn ngon, siêu ngon. Nhưng mà xui là thùng GV nó vẫn là bằng nhựa các bạn. Chống nước thì tốt nhưng mà gắn móc vào thì thời gian về lâu về dài, khi cái nhựa đó nó nằm ngoài nắng mưa gió sương rồi móc đồ nó bị nặng một bên thì nó sẽ bị thùng vô. Mình mới bị mắng dốt cái đợt luôn. Thì mình phát hiện ra ok, trước khi các bạn lắp cái thùng GV cho xe của mình thì các bạn có thể cân nhắc thêm cái sản phẩm này. Đây là túi, mẫu túi scooter mình làm ra để sử dụng cho hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để đằng trước xe như thế này. Đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là custom được cho để hai bên, để hai bên cho tất cả dòng xe. Mình có một cái mẫu túi để hai bên rồi, đã review rồi. Nó là cái túi Underbond, hai túi hai bên Underbond, xe lớn và xe nhỏ. Nhưng có một vấn đề mà tụi mình phải gặp phải ở trên mấy cái chiếc xe WinX. Nếu mà không có bộ khung mà gắn zin vô như này nè thì tụi mình gặp một vấn đề, đó là nó hay bị cạo và xi nhan nếu các bạn lắp cái túi to. Mà cái túi nhỏ thì nó lại không đủ cái diện tích để người ta chứa hàng. Thành ra là cái túi này thì mình làm ra để mình khắc phục cái nhược điểm đó. Là các bạn mua một cặp túi, các bạn có thể kết nối được hai bên như thế này. Thì mình sẽ review cái túi hai bên ở phía sau ha. Tại nó còn một cái bộ dây nữa, bộ dây thì mình vẫn chưa kết nối được. Thì mình sẽ làm ở video sau, sau khi mà mình làm xong. Hôm nay mình sẽ nói về cái này. Thay vì các bạn lên một cái bộ thùng, thùng bát công lắp các kiểu nó sẽ xoay quanh cũng dưới 1 triệu, cái này cũng dưới 1 triệu. Nhưng nó sẽ được những cái như thế này. Đầu tiên là các bạn có thể mang đi được. Tại vì mình đi một cái tour sáng đi chiều về, hoặc là đi trong ngày, hay là đi qua ngày hôm sau, thì cái túi này nó hỗ trợ mình được luôn. Mình không cần phải mang theo bất cứ cái gì ở trên người, cứ một cái túi này là đủ. Để đây, bỏ đồ vô, đến khách sạn lấy cái túi ra, đi lên khách sạn thay đồ các kiểu, chơi bời các kiểu, để những cái đồ quan trọng ở là khách sạn. Còn những cái đồ mà chụp hình camera các kiểu, hoặc là áo mưa hay là cái gì đó thì để đây, mang đi tiếp. Thì đây là cái túi đơn giản như thế này thôi. Nó hỗ trợ được mình khi mà mình đi tốc độ cao, upright, đường dằn luôn. Thì trong đây nó có phụ kiện nha. Đây, cái phụ kiện đầu tiên đó là một cái bọc chùm áo mưa. Cái bọc này thì nó đã tới cái ngưỡng chống nước tuyệt đối rồi nha các bạn. Đây là vật liệu vải dù chống nước tốt nhất ở Việt Nam mà mình nhập được. Mình vẫn mong muốn là nhập được cái loại tốt hơn, nhưng mà tìm chưa ra. Có cái loại này là mình cảm thấy là ngon nhất rồi. Nếu mà anh em nào đang có cái vải mà chống nước cao hơn, ngon hơn thì có thể giới thiệu cho tụi mình nha. Một cọng dây đeo. Cọng dây đeo này thì nó sẽ hoạt động như thế này. Các bạn móc vào thì các bạn có thể nai đi, nó đi đường dài. Tại vì mình gặp một cái vấn đề như thế này nè, thì mình mới làm cái túi này với cái dây này.
đó là mình đi camping, gửi xe ở ngoài bãi rồi đi vô trong bãi camping thì đồ mình rồi camera mình để trong thùng, còn khi mình đem ba lô tới dần đi thì đồ trong thùng nó full rồi, mình lại không có cái gì để mình đựng nữa, thành ra là thôi cái túi này cho tiện, bỏ full đồ vô và vác đi như thế này. Đó, nó có thể treo như thế này nè. Và 4 dây kết nối bình thường nha, nếu như các bạn đi từ nhà ra hẻm hoặc là đi Sài Gòn đi full quốc lộ, không có nhu cầu để mà phải đi đường dằn giống như mình đi up road hay đi đường xấu, thì các bạn chỉ cần bỏ đồ vô cái túi này, bỏ ở đây thì cái lực nặng á nó sẽ đè cái túi xuống đây luôn, nó không có rớt ra rớt vô. Nhưng nếu các bạn sợ rớt thì các bạn có thể kết nối bằng 4 cái dây này. Ví dụ xe Winix thì mình sẽ làm vậy, ở dưới đây mình sẽ có 4 cái móc này, các bạn thấy không, ở đây cái, ở đây cái, bên kia hai cái nữa, rồi mình sẽ chuyển nó qua đây, mình sẽ xài cái khớp này ha, rồi mình gài vô thôi các bạn, rồi xíu lại. Mình có thể giấu cái giắc này vô trong luôn cũng được. Rồi, để qua đây đi. Rồi qua kia làm y chang luôn. Cái dây này hôm bữa mình có test một cái gọi là chịu lực cho nó rồi. Các bạn cứ yên tâm đi, không thấy nào mà nó đang đi mà nó bục ngay đâu. Cái chuyện đó chuyện không bao giờ xảy ra nha. Never luôn. Có thể bảo hành cho các bạn cổng dây này trọn đời luôn á. À, mình đi up rất nhiều chắc các bạn cũng thấy rồi ha. Lần nào mình đi thì mình cũng mang cái túi này. Mình đi rất là nhiều up rất bằng rất là nhiều thể loại xe. Trong đó Winix là mình up rất nhiều nhất. Mà chiếc mà mình đi xa nhiều nhất đó là chiếc ADV. Thì sau rất là nhiều lần sử dụng túi trên rất là nhiều dòng xe khác nhau thì mình có thể đảm bảo với các bạn là cái sản phẩm này có thể thay thế được một cái thùng. Có thể thôi. Nó vẫn bị một cái nhược điểm lớn không thể thay thế cái thùng, đó là mưa. Các bạn vẫn phải chùm một cái này vào. Nhưng khi chùm vào nó tống nước tuyệt đối hơn. Về lâu càng lâu càng dài thì nó không quan trọng thời gian, mà các bạn chùm cái túi vô là nó luôn luôn chống nước. Và cái túi mình cũng có bán riêng. Cái bọc chùm mình có bán riêng. Nếu các bạn mất cái bọc đó đi thì mình tại mình sản xuất mà, mình sẽ bán cho bạn một cái bọc khác với giá mấy chục ngàn, trăm ngàn gì đó. Rồi, cái thứ hai là không làm được, đó là bảo vệ tài sản của mình ở trong thùng. Có nghĩa là nếu đối với cái thùng các bạn có thể khóa lại, thì với cái túi các bạn không thể khóa lại, nhưng các bạn có thể mang đi. Mang đi nó vẫn là ngon nhất các bạn ơi. Các bạn để cái thùng ở đó thì đúng là người ta sẽ không thể nào mở cái thùng lên để lấy đồ. Nhưng nếu mà cái đồ quá quý giá các bạn để qua đêm ở một nơi công cộng thì có thể là sẽ mất cái thùng về các bạn đó bằng nhựa. Dao đâm vô rọc là ra. Và hình như là vẫn chưa có trường hợp nào như thế, nhưng mà nó vẫn sẽ có. Nhưng nếu cái này các bạn mang bên người luôn thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là không mất tài sản. Các bạn gửi xe ở nơi công cộng đó, như này thôi. Rồi cái thùng nó tiện hơn cái là khi bạn lắp vô cái thùng. Khi bạn lắp cái thùng vô luôn là cái thùng nằm luôn cho đó. Nó sẽ bớt cái chuyện rườm rà thao tác như này ha. Nó sẽ bớt lại, đó là nhược điểm của thùng. Còn với cái túi này thì nó sẽ được những cái gì? Đầu tiên là các bạn kết nối là cứng ha. Cái thứ hai là full dây phản quang ngoài đây. Mặt ngoài, mặt này là mặt chống nước nè. Mặt này là mặt vải chống nước nè. Có một cái ngăn ở ngoài để các bạn muốn đựng gì đó đựng. Bình thường đựng điện thoại với sạc dự phòng, sạc trực tiếp cho xe của mình. Nó sẽ có một cái ngăn ở ngoài. Rồi, ngăn ở giữa. Có thêm một cái ngăn ở giữa đây nữa. Nó có một miếng nhựa để giữ cho cái form thùng nó luôn có cái hình thù như thế này. Các bạn không thích, các bạn có thể tháo ra để tăng dung tích chứa một chút. Hoặc là để cho cái túi nó sẽ theo hình dạng của bạn muốn. Thì nó có một cái miếng nhựa bên trong ha. Cái này mình cũng bán cũng nhiều rồi, cũng chưa nghe phản hồi gì xấu. Ngoài cái phản hồi là cái bao này của mình nó bị vào nước, thì mình đã chuyển qua một cái bao khác, có một cái đường ép sim ở đây rồi. Nghĩa là ép sim đường may á. Riêng cái máy ép sim này không là mắc tiền lắm rồi đó các bạn. Cho nên thôi các bạn mua ủng hộ mình để mình gửi vốn cái máy nha. Thì tại vì mình thích kiểu made in mình, made in Việt Nam. Thật ra là mình chia sẻ thêm với các bạn là Trung Quốc nó có bán cái túi này. Thì giá nhập cũng cao, cái gì cũng cao hết rồi. Mình mới phát hiện ra là ủa Việt Nam mình làm được mà, tại sao mình không làm. Thì mình làm như vậy xong cái mình sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ luôn. Mình sẽ không cần phải bảo hành giống như bên kia là đường chỉ may rồi này kia, mình không kiểm soát được. Mình thì rất thích kiểm soát sản phẩm của mình, để khi một cái lời mình nói ra mình đảm bảo được cho các bạn. Còn mình nhập hàng Trung Quốc thì mình không dám làm cái chuyện đó. Cho nên là cái nào mình nhập thì mình nói mình nhập, còn cái này là mình tự làm. Mình tham gia vào khâu sản xuất, chọn chỉ, chọn chất liệu vải, thiết kế, rồi chọn rất là nhiều. Thì với cái này thì mình ưu tiên cái dung tích chứa thì gần như là nó sử dụng tối đa cái dung tích chứa của một chiếc xe, nó có cái phần như thế này. Thậm chí cái này nó không để vừa chiếc xe Forza của ông Luân luôn á, không để vừa luôn. Nhưng mà tất cả các xe khác này đều nó đều để vừa. Quay, plazer, rim rồi các kiểu là để được hết á. Mình có một thằng bạn đi tour chung với mình, nó tên Khoa, nó đi chiếc Satria. Nó mua cái túi này, nó mua xong rồi nó mua thêm hai cái túi này để hai bên luôn. Nó kết nối được rồi và nó đi cũng êm lắm. Mình cũng chưa nghe phản hồi gì về nó.
nhưng mà nó có gợi ý cho mình làm túi version 2. Thì bán hết cái lô này mình sẽ làm version 2. Thì version 2 chắc phải rất là lâu mới làm xong ha. Rồi thì túi như này thôi. Giá bán của túi này hiện tại đang là 700.000. Bảo hành cho các bạn 12 tháng, nếu có vấn đề gì thì tụi mình sẽ hỗ trợ các bạn. Ví dụ như các bạn làm mất cái này, các bạn có thể mua lại. Nếu như cái này bị xúc chỉ, bị rớt cái miếng keo ra, mình sẽ đổi mới, cái này mình đổi mới được. Cái túi này nếu các bạn sử dụng mà bị rách đi thì mình sẽ hỗ trợ các bạn may lại. Nếu mà không may lại được luôn thì mình sẽ ráp lại, có nghĩa là mình sẽ gửi qua xưởng, nó sẽ tháo ra bung ra hết xong nó ráp lại cái phần hư đó cho các bạn. Thì cái túi này nếu như các bạn sử dụng bình thường á thì nó không vấn đề gì đâu. Mình sử dụng những cái đồ cao cấp nhất rồi, ví dụ như cái khóa kéo nè. Mình sử dụng của IKK thì là một trong những khóa kéo đỉnh nhất thế giới rồi, không có cái nào ngon hơn đâu. Rồi mình cũng tự hào là mình cũng có đính cái logo mình vào đây. Thì cái này mình có đăng ký nha các bạn, mình có đăng ký để mà dán cái logo vô sản phẩm. Nội tiền đăng ký không cũng mười mấy triệu á. Rồi nói chung là muốn chia sẻ với các bạn là mình có tham gia vô rất nhiều khâu. Cái sản phẩm này nó vẫn chưa tới mức tuyệt đối được đâu, nó vẫn chưa ngon nhất đâu, nhưng mà với mình hiện tại như vậy là đủ. Thì thay vì mình phải nhập Trung Quốc về mình bán cho mấy anh em Việt Nam sử dụng thì mình tự sản xuất ra. Ok, mình cũng có bán sỉ luôn, nếu như mà mấy anh em mà ở quê mà kiểu mua một lần 5-10 cái gì đó cho mấy anh tặng hay là sử dụng chung nhóm hay gì đó thì có thể liên hệ mình ha. Thì mình để thông tin liên hệ cá nhân của mình dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Còn sản phẩm này thì cho các bạn sử dụng trong vòng 7 ngày. Nếu các bạn không thích, các bạn có thể mang qua, mình sẽ hoàn tiền sản phẩm. Nhưng mà mình vẫn trừ phí nha các bạn. Thực ra cái phí này là cái phí giặt, do cái này đó là sản phẩm cá nhân. Đôi khi có nhiều người họ bỏ những cái đồ có mùi vô này thì mình sẽ không sử dụng được cho trường hợp nào hết, mình phải giặt lại. Thì mình có lấy phí thì hình như là 10% thì phải, trừ phí 10% cho cái túi này thì các bạn bị trừ 70.000. Nhưng các bạn có thể trả lại túi cho mình hoàn tiền lại cho trong 7 ngày. À, dây này thì tụi mình cũng có lẻ luôn, tại mình tự sản xuất mà. Dây này thì mình cũng có lẻ luôn nha. Cái này tại sao có 4 dây? Là ví dụ như các bạn mất 2 dây thì vẫn còn 2 dây. Hoặc nếu các bạn thích cái túi mình nó cứng cáp hơn, nó không bị lỏng lẻo thì các bạn có thể kết nối thêm dây này phía sau. Và với xe này thì kết nối đằng trước, có những cái xe nó cần phải kết nối đằng sau, hoặc là có những cái xe nó cần phải kết nối luôn cả 4 dây để nó cứng. Thì mình sẽ cho các bạn thêm 2 dây nữa, là bạn có 4 dây. Và cái này cũng vậy. Cái miếng này nè, cái miếng cao su để mà nó để ngay cái vai này nè. Thì cái lúc mình nhập á, nó có cái loại 300 đồng, có cái loại 1.700 một miếng và cái loại mắc nhất là 3.000 một miếng. Thì mình nhập một loại 1.700 nha. Cái loại 3.000 một miếng, để mình nói thẳng luôn, mình đâu có gì đâu phải ngại. Cái loại cao á, 3.000 một miếng á, là nó có thêm miếng đệm nữa, nó có thêm miếng đệm nữa. À thì mình nhập 1.700. Tại vì thật ra mình nghĩ cái túi này người ta xách đi là nhiều, người ta ít đeo. Đó, thì mình chơi như này ha. Rồi đó, chia sẻ với các bạn cũng khá khá ha. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì có thể dưới phần mô tả bình luận mình sẽ để liên sản phẩm, hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua xem shop. Rồi, các bạn có thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới mình sẽ đáp nha. Bye bye.